Hello mọi người, hôm nay thì mình quay video về cái sữa cái máy giặt Aqua này. Những cái máy giặt mình quay này thì mình quay hầu hết là đều gặp cái tình trạng mà nó hay hư mọi người, nên mình quay lại. Tình trạng máy này thì như khách báo này, nhấn giặt nó không có máy, nó không có cấp nước cho máy cho lồng giặt. Nó hiện số phút rồi này, đáng ra máy giặt khi mà nhấn công tắc nguồn đến khởi động máy nó sẽ đảo qua đảo lại để cân đồ. Sau khi cân đồ thì vài giây cân đồ như vậy thì nó máy sẽ vào nước, cái này nó sẽ ù. Đối với trường hợp này, nó không kêu ù luôn, ù và nước vào. Đối với cái này, cho dù có tắc rác tắc bẩn đây thì nó vẫn phải ù nhé. Cái máy này như khách báo thì vắt đang có bình thường hết, chỉ có không cấp nước thôi, thế vắt bình thường rồi. Trước tiên là mình khóa cái đường nước vào, xong mình vặn cái đường nước ra đây này. Cái này thì dễ, nên là mình hướng dẫn này chắc là người dân mình, cho người chẳng tự làm được. Nếu mà ở xa thợ hoặc là xa các trung tâm sửa chữa. Phá hai lớp này ra, cái này một tay mình quay, một tay mình sửa nên nó hơi khó. Có những máy thì nó có hai lốc hai bên góc như này, góc chỗ này nằm ngang, ốc vặn từ đằng sau vào thì mình tháo ở đó. Sau khi tháo ốc thì mình mở cái nắp này lên. Cái này bị chuột cắn mọi người, cái này chuột cắn dây. Thường thường thì cái này nó hay hư cái van nước này. Đối với trường hợp mà hư van nước này thì mình thay nhé mọi người. Nó hay hư cục này này. Thì cục này thì nên là cục này là cục van đôi, có nghĩa là hai có hai đường cấp điện này. Hai cặp nguồn. Bên này là một cặp, cứ hai hai cái dây này xanh với đỏ một cặp, bên này là xanh xanh chung, xanh với xanh nhạt một cặp. Thì hai đường điện. Thì thường thường nó chết một trong hai cái này, hai cặp này. Có những trường hợp mà cục nó chưa chết thì đảo dây cũng được. Cái này thì cái này chuột cắn của. Cô nhặt cái rác chuột cắn này ra này. Thấy không? Cắn mấy giây rồi này? Đấy, nhặt. Chưa. Đấy, chết chịu chút mấy cả nhá. Hai chị cô cháu, mẹ nó giật cơ chết chạ hả? Ừ, đúng rồi, trọng quyền mất xử lý. Đấy. Ừ. Trời ơi, cháu là đúng là trời đất đất mẹ gì. Trời ơi, đấy, cái thằng này liều thật đi giá mà đang bị không phải nó thì rồi nó lại tao thò tay rồi cô mà. Đây là chân nước này chứ. Để nó rớt cái này ra. Không sao đâu, để đấy, tí lắp lại. Cái này mình dừng video để mình nối dây nha mọi người. Cái này nó có màu dây rồi, mình nối đúng màu rồi thôi. Ví dụ xanh và xanh và đỏ và đỏ thôi. Mình tưởng nó hư cái van này, cái này mình mang đồ theo mình thay luôn, nhưng mà không ngờ nó lại đứt chuột cắn mất. Giờ này hay gặp chuột cắn đi á. Khi sửa máy nào nhiều máy còn gặp chuột cắn không? Thì cách tháo như mình thôi, chuột cắn thì mình nối dây lại. Cái này mình nối xong rồi, nối bao dây xong rồi. Lắp 3 thêm 10 được không? Đây nó có cái phe để ngăn chuột này. Cái này thì ngăn chuột ở đầu kia thì lại bị đầu này. Ban cứ sướng con gì nữa. Đây hơi chặt hơi khó nhé. Là một tay nó khó quá. Không, không biết quay đâu. Ta tưởng quay ra đâu có được giữ. À, quay rồi cứ giữ thôi. Nhưng mà nó còn xuôi cái điện thoại nữa. Chứ được rồi. Rồi. Đưa cái gờ thường sau để đằng trước thôi. Quay cho vui mà lâu lâu quay video cho nó vui. Xong lắp ốc lại mọi người. Cắm rồi. Cái này mình nhắn thử mọi người. Mình nối điện xong mình lắp lại rồi. Nước vào này. Thấy không? Con không vào đúng không? Ok bác nha. Thì cháu mới cho người tiền xăng rồi. Cháu lấy đủ lỗi tiền xăng của bác đấy. Mày lấy từ nhà mày lấy tao giả. Thôi giả bác thì bác khó khăn. Này mọi người. Đi ô tô mà cháu chung. Đang dừng sửa lên xăng. Chắc đủ tiền không đủ tiền xăng mọi người. Thì quay cái chủ nhà. Bác sĩ cho vài chục thôi. Năm nghìn thôi, cho lấy 5.000 bác thôi. 5.000 bác tiền xăng thôi. Còn nối giúp bác, cái ống keo đốt cái thì nó đáng bao nhiêu đâu. Cháu về đây. Bắt con chuột đi, không là sao nó cắn tiếp nhá. Bác nhá.
bắt con chuột đi lần sau nó cắn tiếp ấy. Đặt cái bẫy nó. Cái bẫy bắt đặt bẫy tại vì cái mùi của nó có mùi hôi ấy. Nó hay vào tiếp. Ok mọi người. À không. Dạ cháu về đây. Mình ở đây nông thôn đó mọi người, sửa máy móc. Dân người ta nghèo lắm, lấy tiền nhiều thì nó khó. Nên xăng đuôi xăng thật. Một lưu ý mọi người luôn là tiện đây mình nói chuyện thì vui luôn là cái máy giặt mà bị chuột cắn á, mình hay sửa thì lần sau mà mình đã tháo ra mình sửa rồi mình đốt rồi thì mình dùng biện pháp bắt con chuột thì tốt nhất. Chứ không lần sau nó hay cắn tiếp. Tốt nhất là bắt con chuột đi, hoặc là có cái chỗ nào một cái lỗ nào thì mình nhét mình chèn lại hết. Ok mọi người nhé, mình sửa nhà khác đây. Chào mọi người.